Sao nó im luôn rồi bây ơi, nó xỉu rồi kìa. Rồi ẩm nó hôn đó. Tào lao quá. Hôn gió rồi. Cái cái gì mà cắn đầu nó? Bị cạp đầu dịch luôn. Tào lao quá. Bị gan học dịch lộn không? ăn chín không rồi thôi cho thả lên đi ơi, đấy cứt cái này ỉa cứt tùm lum hả, nó chui ra được hay hả, đi lát cái ra bụng quá nó ỉa á.